Uh, bằng cấp hay là việc làm quan điểm của các bạn như thế nào về về câu chuyện này các bạn đủ hộ ai trong hai người đã chia sẻ ở phần trước em xin chia sẻ trước uh -huh. uh, quan điểm của em rất là rõ ràng là quan điểm của em là ủng hộ bằng cấp uh -huh. uh, rất là rõ ràng bởi vì rằng là cá nhân em thì uh, khi mà nghe những cái bạn tiktoker các bạn chia sẻ về cái việc rằng là những cái bằng đại học này bằng đại học nọ vô dụng ý ạ thì đương nhiên là mình cũng có những cái nhận định của riêng mình về các bạn ý nhưng uh, em sẽ có em cũng có những cái phản đối nhất định nhưng mà về một bản nào đó em lại có một sự đồng cảm đó là bởi vì cá nhân em một cái khoảng thời gian mười mấy năm trước cái thời điểm mà mình chuẩn bị vào đại học ấy thì em lại có những cái suy nghĩ gần như là giống hệt như vậy tức là ngày xưa bản thân em là xuất phát là cử nhân học viện ngân hàng nhưng mà ngày xưa em đi vào học viện ngân hàng chỉ vì lý do duy nhất là cái trường này nó gần nhà em thôi tức là không có một cái, có cái hướng... lý do đây luôn hả? Vâng, thật sự là như vậy. Học viện ngân hàng thì nó nằm ở uh, chùa bọc, nó ở chùa bọc cho nên là Đúng. nó rất là gần nhà tôi, cho nên là uh, không có một ai định hướng cụ thể là nên học ngành gì, không ai nói rằng là vào ngành gì sẽ tốt cho tương lai, vào ngành gì nó như thế nào, cho nên là cái lý do đơn giản nhất là vào học viện ngân hàng là vì gần nhà. Thế sau đó là uh, vì điểm số cũng không được cao lắm, uh, đáng lẽ là muốn phân đấu vào khoa tài chính ngân hàng của học viện ngân hàng, nhưng vì điểm số không đủ, cho nên rớt xuống ngành quản trị kinh doanh đấy cho nên là ngày xưa khi đi vào cái ngành học của mình là với tư thế là cũng gọi là bất đắc dĩ thôi và cái thời điểm khi mà tôi học cái ngành đấy thì thật sự trong đầu tôi nghĩ rằng cái ngành đấy là ngành mà nó không có nhiều giá trị nó rất là chung chung cả xã à. hội nói rằng ngành quản trị kinh doanh là ngành rất là vô lý bởi vì rằng học xong đi ra trường đâu được làm sếp đâu vì mọi người nghĩ cả cái khoa đấy của tôi nghĩ rằng là tôi học ra để làm sếp Và chính chúng tôi cũng thấy rằng nó rất là vô lý nhưng rồi khi mà tôi ra trường tôi ra đời tôi bắt đầu đi làm thuê đi làm uh, kinh doanh và sau đó bây giờ đi làm chủ thì bắt đầu cái suy nghĩ nó càng ngày nó càng thay đổi và khi mình nhìn lại những cái kiến thức mà mình học từ chính cái trường mà ngày xưa mình cảm giác nó rất là vô lý thì mình thấy rằng ngày xưa nó không học một cái gì thừa cả uh -huh. tất cả những kiến thức mà tôi học ở cái trường uh, học với ngân hàng ở khoa cả trị kinh doanh nó đều là những kiến thức nó rất là giá trị nhưng mà khổ một cái là phải đến lúc mình đi làm rồi mình mới mình mới cảm nhận được cái điều đó cho nên là về một cái mặt nào đó đối với cái cách đưa ra quan điểm của các bạn tiktoker ấy, nó hơi phản cảm một chút mình không đồng tình nhưng mình cũng hiểu được một phần nào là tại sao các bạn lại đưa ra quan điểm như vậy bởi vì mình đã từng trải qua cái thời điểm như thế